Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người lại đến với kênh YouTube của Quân Channel 86 nha. Thì hôm nay mình sẽ đi đến cung điện Vật Xây. Đây, ở đây, sau lưng mình là cung điện Vật Xây nha. Rồi, các bạn hãy theo chân mình hành trình để đi vào cung điện Vật Xây nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thấy mắt kiến mình đặc biệt không? Đây, chào mọi người. Đây, mình đang đi mới vào cổng kiểm tra thì mình đang đi vào cung điện Vật Xây nè. Đó, mọi người thấy rất là hoành tráng lệ luôn, quá đẹp. Các bạn thấy xem ở dưới đây là toàn là lót bằng đá hết. Việt Nam mình kêu là đá cục, đá trẻ đó mọi người. Mọi người có thể thấy số lượng người mà xếp hàng rất là dài luôn. Nhưng mà đoàn mình là đoàn VIP được ưu tiên nên là mình sẽ đi hướng ưu tiên nha. Bên đây rất là nhiều người xếp hàng. Tôi thấy cung điện quá đẹp. Nhức nách luôn. Đấy. Nó từ cái cổng kiểm soát mà đi vào đến được cái hàng rào của cái cung điện thôi mọi người, rất là xa rồi, khoảng cách rất là xa luôn. Đây đằng kia là có một cái bức tranh trên tường luôn. Những cục đá rất là gồ ghề nha mọi người. Đây, đi phải cẩn thận. Đây, có một cái lá cờ của nước Pháp ở trên đỉnh nè. Ở ngoài thì nó sơn màu vàng nhưng mà mình không biết là có phải dát vàng không nữa. Để một hồi mình tìm hiểu rồi mình sẽ nói với mọi người nha. Quá đẹp. Còn bên đây mình nói xếp hàng rất là nhiều, rất là đông. Rất nhiều người xếp hàng đó, các bạn có thể thấy. Từ ngoài cổng kiểm soát mình đi vào nè. Trăm mét người xếp hàng á. Nhưng mà đoàn mình sẽ đi vào hướng ở trong. Đúng là nước Pháp mà đặc biệt là Paris là một thành phố kinh đô ánh sáng. Ngoài ra thì nó còn kèm theo những cái công trình kiến trúc rất là lâu đời. Quá đẹp mọi người ơi. Thật sự mình đến đây thì mình thấy cảm giác đúng là đất nước người ta công trình kiến trúc quá đẹp và cái bảo tồn lịch sử nó rất là đẹp luôn. Thời tiết bây giờ là khoảng tầm 9 độ nha, 9 độ như mọi người nè. Thấy nắng nè, nắng rất là đẹp, nắng rất là đẹp, khoảng tầm 9 độ thôi. Rất là mát, mát mà đến nỗi lạnh luôn á mọi người, mát lạnh. Cận cảnh gần hơn cái bức tường còn có bức tranh, hình như là bức tranh trên trần đó là bức tranh chúa các bạn. Chào mọi người. Thì trước khi vào cung điện sẽ chia nhóm ra nha. Đứng vô đây giúp em. Khoảng 25 đến 30 người thôi. Thì mỗi người sẽ được phát một cái máy gì nè. Máy này là mà họ sẽ gắn tai nghe vào. Để sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh cho mình nghe. Trong quá trình đi cung điện thì sẽ thuyết minh để mình biết cái lịch sử cũng như là những cái gì hay đẹp trong cung điện. Thì mình sẽ gắn tai nghe vào để mình nghe qua cái máy này nha. Đó. Đây, cái máy nè mọi người. Đây, cái máy nè. Mày có chưa? Đây, tai nghe. Tai gắn vào. Tai nghe này mới mua luôn nha. Tai nghe mới nha. Đây, tai nghe đi ơi.
Đây, mỗi người sẽ được một máy. À, sẽ chim sẻ, sẽ gọi đại bàng mọi người ơi. Rồi. Chút nữa mình sẽ đi vào cung điện sẽ quay tiếp. À, xin chào mọi người. Đây, đây là cái máy của mình. Đây, sẽ gắn vào có một cái tai nghe. Đây. Ok. Bây giờ sẽ tiếp tục hành trình khám phá cung điện Versailles nha. Nhớ theo chân mình nha mọi người. Rồi, chào mọi người. Thì mình đã có cái vé để đi vào cung điện nè. Và bây giờ vẫn phải xếp hàng theo đoàn nha. Cái hàng rào bằng vàng này là hàng rào bằng vàng là chỉ là xi thôi. Nhưng mà các bạn thấy ở trong đó là vàng thiệt, ở trên cửa sổ nha, trên cửa sổ. Trên cửa sổ là những cái lá vàng dát lên đó. Đó, đây 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 đây. Bây giờ là miền Nam. Đây. Trước khi vào thì cũng giống như cái bảo tàng lưu thì ở đây cũng sẽ có soi chiếu an ninh. Đó là cái thủ tục thôi các bạn. Chứ cô ta ra cũng không có gì hết. Rồi mình sẽ đi vào nha. Có mình hẹn giờ mà. Các bạn trước nói không vậy không nha anh vậy? Qua rồi. Ai quá đông. Tất cả túi phải gửi ra để cho máy tôi cũng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ làm thủ tục an ninh. Chào mọi người. Đây, cổng soi chiếu an ninh. Sau khi soi chiếu an ninh xong thì mình sẽ đi vào trong. Và mình sẽ chờ đoàn của mình nha. Các bạn thấy. Đây. Trước khi bước vào thì các bạn thấy cái kiến trúc này là cũng là rất là lâu năm rồi nha mọi người. Rồi mình sẽ đi vệ sinh rồi sẽ quay lại, nhớ chờ xem nha mọi người. Đây, mọi người có thấy trước khi bước vào đây kiến trúc ở phòng chờ. Đây là giống như cái xích để kiến trúc. Lên. Nhìn thấy là đúng nghĩa cung điện luôn các bạn. Cung điện và xây quá đẹp, quá hành tráng, rất là kiểu là vương quyền các bạn, quá đẹp. Bản đồ đó, và cái thông tin của cái cung điện đó mình. Đây, đây là cái nơi ấy. Có rất là nhiều tiếng Trung Quốc nè, tiếng Pháp nè, tiếng Anh nè, Tây Ban Nha, Nhật, Ý, Đức. Không có Việt Nam. Đây. Việt Nam mình phải đi du lịch khoảng vài chục triệu lượt người nữa thì ở đây nó sẽ có cái chữ tiếng Việt nha. Của vua mặt trời vĩ đại. Bây giờ mình mới biết vua mặt trời vĩ đại nha mọi người.
là cung điện. Đây là phòng tiếp khách nha mọi người. Chính đây, tiếp tục tiến vào một cái sảnh tiếp theo của cung điện. Đeo từ 17 kg á. Rồi nè bà. Giả luôn hả? Giả hả? Rồi mình đi ngược lại hả bà? Đây trong đây là có một cái nhà thờ. Đây trong đây nhà thờ Hoàng Gia nhưng mà đang phần tu nha. Đây có hai tầng. Tầng dưới là nhìn view của thầy tớ người lính. Trước đây là đang trùng tôn cho nên là không có mở đèn. Ta xin giới thiệu bên phải chúng ta là nữ thần chiến thắng. Bên cạnh con sư tử là đại diện của nước Hoàng hậu Tây Ban Nha. Nước của Hoàng hậu cũng không có tha thứ. Tao là vua, tao là mặt trời. Tại sao mà là vua mặt trời? Tại vì vua rất là thích thú con người trong một cuộc được ông chống vai trò mặt trời. Thầy là ông biết mặt trời là hóa viên vĩ đại. Thầy tự xưng mình là vua mặt trời vĩ đại, hóa viên vua rồi. Vua rất là vĩ đại. Vua chứa hoàng hậu cũng chưa biết mặt mũi hoàng hậu là ai, lấy tiền của ta, lấy nước của ta rồi chỉ cho chúng tiền. Hoàng hậu chỉ có cái tiền chồng mà thôi, nó đẹp không có thích hoàng hậu lắm đâu. Như là cái người thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng như từ bây giờ phải không? Dạ hoàng hậu tương lai thôi, từ bây giờ hoàng hậu cảm ơn đã tình xóm thôi. Đây bên đây là có bán những cái quầy quà lưu niệm cho mọi người đó. Đây những cái quà lưu niệm tiếp theo là theo hướng nhân viên nói là phòng này là phòng tiền bạc nha mọi người, chỉ cần giơ tay lên này. Đây. Đây phòng này là phòng giàu có, phòng giàu có, phòng giàu có, cứ giơ tay lên. Đấy, tiền rơi vào tay tôi, tiền rơi vào tay tôi đó mọi người, thấy thấy đây, đây gọi là căn phòng giàu có nha đó, mọi người bước vào phòng này hãy giơ tay lên xin tiền, tự động tiền sẽ rớt xuống. Đó, bạn thấy thêm kiến trúc rất là đẹp. Trời vĩ đại các bạn. Louis. Vua mặt trời vĩ đại. Đây, đây là căn phòng của phần mẹ nữ. Venus. Vòng vòng rồi mình chống mặt muốn xỉu luôn rồi. Vậy xem được nhớ bấm đăng ký kênh nha.
vua mặt trời vĩ đại này. À, mọi người sẽ thấy rất là đẹp, cung điện rất là hoành tráng nha. Đó, để xem trên trần nè. Thấy chóng mặt chưa? Bởi vậy mới nhớ theo dõi, bấm theo dõi như mình nha mọi người. Rồi tiếp theo sẽ đi vào căn phòng kế tiếp. Ở cung điện này thì nó chia từng khoang nha mọi người, từng ngăn, có nghĩa là mỗi một phòng là một sẽ là một chủ đề, và mỗi một phòng là sẽ có cái câu chuyện riêng của nó, giống như bảo tàng luôn. Rồi tiếp tục chương trình. Đây, phòng này là tiếp theo là phòng săn bắn Dana. Đây, thì những cái cung điện và những cái hoàng gia ngày xưa thì sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều tại bởi cái thần thoại Hy Lạp nha mọi người. Đó. Cái văn hóa La Mã cổ đại rất là nhiều luôn, ảnh hưởng rất là nhiều ở văn hóa La Mã và cái thời thoại Hy Lạp. Đó, mọi người xem đây. Rất là đẹp. Đó, các bạn có thể thấy thần này, thần săn bắn Dana. Đó, ok. Chơi cũng vui nha mọi người. Đây, còn cờ bạc của vua, phòng giải trí. Đây, giải trí của vua nhưng mà đại diện cho phòng này là phòng chiến tranh nha mọi người. À, đại diện là phòng thần chiến tranh. Thú vị nè, mà mình cũng chưa biết điều gì. Đây, rất là huyền bí. À, đây là căn phòng, cái giường của vua nè mọi người. À, hàng chi rất là tối. Thì kể là cái phòng này là cái giường này, cái nơi là ổng quẹo đó các bạn, quẹo là ra đi đó. Đó, giường này là ông chết trên cái giường này nè. Ồ, rất là mù nha, rất là mù. Đâu rồi, ông nói đâu rồi?
Thôi chắc mình phải rời khỏi cái phòng này nhanh mới được. Rất là âm mưu và huyền bí. Mình phải đi qua cái phòng khác lẻ mới được. Lạnh sinh sống quá mọi người. Vào những căn phòng huyền bí của những người đã khuất. Rồi, cô bắt đầu ra nơi sáng sủa rồi mọi người. Đã đến đây. Đây, anh thấy cái đèn chùm quá đẹp. Đây, phòng này là phòng chiến tranh, là kỷ niệm của chinh phạt những cái vùng đất mới nha. Đây, mà mình sẽ quay ngoài đây cho mọi người xem. Quá đẹp. Oh. Phải nói một từ là quá đẹp mọi người ơi. Quang cảnh ở ngoài rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ di chuyển. Đây, sắp bước vào cái đại sảnh rồi mọi người. Bạn nào thuê thì trị giá khoảng năm mươi số không. Đây các bạn. Ô, phòng này là phòng đãi tiệc nha, quá hoành tráng luôn. Đây, quay từ đầu lại cho các bạn xem. Ô, nó các bạn thấy trên trần nhà nha, trần nhà. Quá đẹp. Các bạn có thể thấy những cái đèn chùm rất là đẹp không mọi người. Quá đẹp, rất là công phu, những cái trang trí rất là công phu, quá sắc sảo, quá độc đáo. Đúng là cung điện mọi người ơi. Phải nói một từ là đúng là cung điện luôn, đúng nghĩa cung điện luôn. Quá đẹp, quá hoành tráng. Phòng làm việc của vua chứ không phải phòng ngủ. Phòng làm việc nha.
phòng làm việc. À đây, mới tiếp theo mới là cái phòng ngủ của vua nè mọi người. À, tất cả những cái đồng hồ trong này đều chạy được hết nha. Đây, tiếp theo đi vào phòng ngủ. Dạ. Đó, đó. Đó, các bạn thấy những cái tấm rèm đã được kéo lại. Pha lê xuất hiện khắp nơi, những cái đèn chùm pha lê này này, ngũ vua trang trí rất là hoành tráng. Ngũ vua là chỉ có một mình vua ngủ thôi nha mọi người. Còn mà vua mà muốn kiếm hoàng hậu thì phải đi qua cái phòng của hoàng hậu, chứ thực ra là không ai được vào phòng này ngủ hết, chỉ có vua thôi. Đó, các bạn vẫn thấy đồng hồ chạy cũng rất là đúng giờ nha. Rồi, là 2 giờ xài hiểu không? Dường của ông nhưng mà là dường của ông là một mình ông đó. Hay là nói à, nãy giờ mình đã tham quan được cũng tới phòng ngủ rồi đó, cũng gần hết cái cung điện rồi đó mọi người. À, bởi vậy nha, phải nhớ theo dõi hết video nha, không bỏ lỡ cái khoảnh khắc nào hết. Trong này có cái gì? Phòng ngủ đẹp không? Mỗi căn phòng đều được trang trí và đều có những cái bức tranh rất là đẹp. Đây, trang trí bằng kính. Kính nè. Đó, bạn nhìn trong kính thấy cái tay mình không? Ok. Đây, đường rất đẹp. À, mình nói các bạn không nghe đâu. Nhưng mà các bạn hãy nhìn theo dõi video là các bạn vui rồi đúng không? Đây, tiếp theo là mình lại bước ra lại căn phòng tiệc. Đó, căn phòng này là căn phòng đãi tiệc nha. À, để thuê căn phòng này thì các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng nhiêu? 100 ngàn thôi, 100 ngàn euro thôi. Cũng rẻ lắm, không có bao nhiêu mà mắc hết. Phòng này là phòng đãi tiệc. À, mọi người, bây giờ nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nha. Mình sẽ quay thêm nhiều clip cho các bạn xem. À, các bạn thấy ở nước Pháp rất là đẹp đúng không? Oh, sorry. Tiếp tục di chuyển để mình coi mình đến phòng nào nữa nha. À, sắp tới là tới giường của hoàng hậu, phòng ngủ của hoàng hậu nha. À, phòng ngủ của hoàng hậu thì theo anh hướng dẫn viên đó là giường đôi, tại vì ngoài bả ngủ thì phải còn ông vua ngủ nữa mọi người. Ồ, phòng hoàng hậu có vẻ đông nha. Phòng hoàng hậu là phòng để sanh nở nữa. Bước vào căn phòng ngủ của hoàng hậu nè mọi người. Mình không biết sao tới phòng ngủ hoàng hậu là đường đi nó lại hẹp.
Đây, theo mình nghĩ là chắc để ai vô khó chạy thoát nha. Chỉ có vui vô là mình không được vô nè. Đây, 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 nó nhìn thiết kế là biết của nữ rồi. Quá sang trọng. À, giường của hoàng hậu nhé. Tiếp tục quá đông rồi, cho nên là mình phải tiếp tục di chuyển thôi, không đứng lại được nữa. Đang trống trải gì đó. Rất là đông. Công nhận những cái ban công mà đây rất là đẹp, ban công nhìn ra những khung cảnh quá đẹp luôn nè. Oh. Tiếp tục di chuyển, tiếp theo là căn phòng màu lục. Phòng màu lục để cho những người thân bạn cũng vậy, để là những người trong gia đình ngồi tám dốc các bạn. Mình là biết màu lục rồi đúng không? Đấy. Đó là hình thức luôn nha. Là c'est très très fréquent, vous savez, et c'est pas de sa faute, c'est vraiment beaucoup de monde. Oui, donc il faut vraiment être. Oui, bah oui, parce que pour le coup, merci. Đây, và đặc biệt là trên trần thì cũng trang trí cũng rất là nhiều cái họa tiết và những bức tranh. Đây, đây là đặc trưng của cung điện luôn mà mọi người. Chưa nha lên. Rồi, còn một cái phòng nữa hết. Đây, còn một cái phòng nữa là kết thúc. Cuộc chơi đến đây là kết thúc. Cái này là bị chặt đầu á. À, ông thầy cầu nguyện. Cái hoàng hậu chặt đầu cái kia mà này. Đúng rồi, đúng rồi. Cái lúc mà hồi nguyên thứ 16 thì chặt. Một trong những tội mà đã có rồi. Hồi nguyên 16 sao lại chặt đầu? Tại cách mạng mà. Cách mạng là chặt đầu, còn đã là bị chặt đầu. Đây, tiếp tục là một căn phòng rất là rộng nữa. Đây, là tiếp theo. Thấy chưa? Ngồi ở nhà mà cũng có thể xem được cung điện mà xây luôn đó mọi người. Bây giờ nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình quay mỗi tay lắm chứ bộ. Okay.
tiếp theo là cái phòng đăng quang của vua Napoleon nha. Phòng này gọi là phòng đăng quang của vua. Tranh nói về cái thời kỳ chiến tranh và vua đăng quang đó, phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn cực khổ như bao nhiêu là chiến tranh máu đổ. Kênh. Rồi, ok. Vậy là kết thúc hành trình tour khám phá kinh điển nhé. Rồi. Đây. Đây là con cái hình của đây, vợ thứ hai của vua. Rồi, như vậy là kết thúc tour rồi mọi người. Rồi, đi xuống nha. Cầu thang đi lên đi xuống mà các bạn thấy hành tráng rồi thấy không? Đó. Chúng ta sắp được. Ok, xong, kết thúc tôi nha. Đó, các bạn bước ra khỏi cái cánh cổng này là coi như là tham quan cung điện Versailles là kết thúc. Ok. Rồi, đi ra ngoài. Ô, bước ra ngoài là một cảm giác. Quá lạnh. Rồi, bây giờ mình sẽ trả máy nghe cho hướng nhân viên nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến thời điểm này nha. Đã kết thúc cái hành trình tham quan cung điện Versailles rồi đó mọi người. Đó, các bạn thấy đây, đây là cái khung cảnh bên ngoài. Đó, có thể nói là giống như là cái sân vậy đó, cái sân của cung điện. Đó, cung điện là bao quanh nè. Các bạn thể thấy. Đây. Ok, giống như một cái sân. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Rồi, các bạn thêm video tới xem video nha. Tính thời điểm này mình nói giờ này lạnh quá, nói lẹo lưỡi luôn. Các bạn xem video đến thời điểm này nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Like, share nữa. Rồi, mình sẽ làm thêm nhiều clip khám phá ở Pháp này cho các bạn xem. Rồi, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi, xin chào tạm biệt. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Nhớ bấm đăng ký kênh Quân Channel 86. Chào tạm biệt.